Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là máy đề hay củ đề hay là cụ máy khởi động của dòng xe Mitsubishi Pajero, ngân hàng Pajero V73, V93. Thì hàng này hàng chuẩn xịn thì được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về. Các bạn nhìn trên sản phẩm có tem logo này, logo Mitsubishi được sản xuất tại Nhật Bản. Đó, nhà xuất tại Nhật Bản. Đấy, và cái đây bao gồm có đây là chuột đề, cái này là chuột đề, với cái này là thân máy đề. Thân máy đề. Đấy, và đây là măng đích đề. Đây là măng đích đề, bánh răng măng đích đề, chỗ này là măng đích đề. Đây, măng đích đề đây các bạn nhé, đây là măng đích đề. Đó, thì đây cái này cả cụm luôn, cả cụm. Thì hàng xịn chính hãng này, các bạn nhìn ở trên cái sản phẩm nó có logo Mitsubishi. Các bạn nhìn thấy logo, đấy, hai cái logo Mitsubishi trên tay tôi đây. Đấy, hàng xịn chính hãng. Còn hàng thay thế thì nó không có cái này các bạn nhé. Và nhìn chất hàng nó cũng đã khác rồi, nhìn nó bóng bẩy và nó mượt mà như thế này. Đấy, sản phẩm nhập khẩu từ Mitsubishi Moto Electric về. Như vậy trong quá trình khi mà chúng ta chạy xe trên đường, anh em chúng ta lưu thông xe trên đường mà một thời gian nó bị hỏng mất cái cụm đề máy đề này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Với không có máy đề thì chúng ta không khởi động được xe, giống như các bạn đi xe máy mà không có máy đề thì cũng chịu chết, chỉ có dắt bộ thôi. Đấy, thì ô tô này nó cũng vậy, anh em đi ô tô cũng vậy, nó bị hỏng cái máy đề này thì bắt buộc các bạn phải thay thế. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Nhưng anh em gara và trong quá trình các bạn sửa xe mà gặp dòng xe Mitsubishi mà chúng ta cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.